Kính chào quý vị và các bạn đã đến với tin mới nhất. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin mới nhất. Với những tin tức về đợt lũ kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị và các bạn, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn diễn ra theo chiều hướng rất là tiêu cực. Đã có thêm hàng loạt địa phương hứng chịu các trận lũ lụt lịch sử, cùng với đó là thiệt hại lớn chưa từng thấy về người và của trong bối cảnh nguy hiểm như hiện tại. Đập Tam Hiệp đã buộc phải xả lũ liên tục. Tân Hoa Xã cho hay, trận lũ lụt thứ tư trong năm ở sông Dương Tử đã xảy ra ở thượng nguồn khi hồ chứa đập Tam Hiệp chứng kiến dòng chảy hơn 55.000 mét khối mỗi giây vào lúc 2 giờ chiều từ ngày Chủ nhật. Sau đó, ghi nhận mới nhất là 65.000 mét khối trên giây. Đến chiều ngày thứ ba, các nhà chức trách của Trung Quốc tăng cường tuần tra đê và cấm xung quanh sông Dương Tử, sông Hoài và Thái Hồ để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống lũ lụt. Văn phòng cơ quan phòng chống lụt bão và hạn hán Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực lập kế hoạch tuần tra chi tiết, hiện các cuộc tuần tra 24/24 giờ trên các đê và cống chính xung quanh hồ và sông. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp cho biết sẽ tiếp tục điều động lực lượng cứu hộ và phân bổ nguồn cung cấp cho các vùng bị lũ lụt để cứu trợ thiên tai. Trước đó, Bộ Khẩn cấp và Bộ Tài chính của Trung Quốc đã dành khoảng 30 triệu nhân dân tệ, tức là 4,58 triệu đô la Mỹ cho các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp ở Hồ Bắc, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt. Trong khi đó, các trận mưa lớn ở Trung Khánh đã khiến 14 người chết, ảnh hưởng đến 165.000 người ở khu vực nằm theo hướng thượng nguồn sông Dương Tử. Cơ quan kiểm soát lũ địa phương cho hay, khoảng 4.654 người đã được sơ tán, khoảng 974 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 283 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 39 triệu đô la Mỹ. Trận lụt thứ tư ở sông Dương Tử đã đi qua Trùng Khánh vào hôm thứ ba vừa qua. Nước tại trạm thủy văn Kun Tan đã cao hơn 1,74 mét so với mức cảnh báo, hiện tại đang từ từ rút xuống. Chính quyền thành phố đã áp đặt các biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời tại các khu vực ở thượng nguồn sông Dương Tử để đảm bảo an toàn giao thông trên sông. Hãng Bloomberg đưa tin Trung Quốc đã cảnh báo tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Trong bối cảnh một đợt lũ thứ tư vừa hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử, cơ quan chức năng quyết định cho đập Tam Hiệp dành sẵn khả năng trữ nước để chuẩn bị đón thêm lũ, đồng thời dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn ở khu vực phía Nam trong 3 ngày tới. Miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu đợt lũ nghiêm trọng sau khi mực nước tại nhiều con sông và hồ đạt mức cao kỷ lục. Hơn 2,8 triệu người đã phải di rời trong tháng qua tại các khu vực ven sông Dương Tử, con sông dài nhất ở châu Á, với khoảng 182 người chết hoặc mất tích do lũ lụt, lở đất kể từ đầu tháng trước. Ước tính đợt mưa lũ này đã gây thiệt hại lên tới 145 tỷ nhân dân tệ, với hơn 5,2 triệu hecta mùa màng bị ảnh hưởng. Dự kiến hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ hứng thêm lưu lượng nước khoảng 70.000 mét khối trên giây. Mực nước hồ đã đạt 165,46 mét vào thứ hai vừa qua, giảm so với mức 172,18 mét vào tuần trước. Trong khi đó, mực nước tối đa của hồ là 175 mét. Tờ China Daily dẫn lời tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành đập Tam Hiệp, khẳng định con đập lớn nhất của Trung Quốc hiện tại vẫn an toàn. Giám sát an toàn là một phần của dự án. Các thiết bị giám sát đã được lắp đặt trong đập vào đầu những năm 1994 để đo lường tình trạng hoạt động của đập một cách kịp thời và chính xác. Khoảng 12.000 thiết bị đã được lắp đặt vào cuối tháng trước, bao gồm ở các tòa nhà, nền móng và sườn dốc, để theo dõi sự biến dạng, rò rỉ, áp lực rò rỉ, động đất mạnh và các tình huống khác. Công tác kiểm tra thủ công cũng được thực hiện để đảm bảo an toàn. Trả lời nghi vấn về việc xả nước liên tục ở hồ chứa đập Tam Hiệp năm nay đã làm trầm trọng thêm lũ lụt ở giữa và lưu vực sông Dương Tử, đại diện tập đoàn cho biết xả lũ không có nghĩa là hồ chứa không đóng vai trò kiểm soát lũ. Ví dụ vừa qua, dòng chảy của hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 63.000 mét khối mỗi giây. Theo lệnh chỉ đạo từ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi của Trung Quốc, khối lượng nước xả phải được kiểm soát ở mức 45.000 mét khối mỗi giây. Vào thời điểm đó, 34 tổ máy của nhà máy thủy điện Tam Hiệp đã hoạt động hết công suất, với lưu lượng khoảng 41.000 mét khối mỗi giây, dòng chảy còn lại khoảng 4.000 mét khối mỗi giây được xả qua đập tràn. Mặc dù việc xả lũ đang được tiến hành, nhưng tổng lưu lượng 45.000 mét khối mỗi giây vẫn nhỏ hơn dòng chảy khoảng 63.000 mét khối mỗi giây. Có nghĩa là dự án vẫn đóng vai trò kiểm soát lũ. Việc trữ nước lũ của hồ chứa đã giảm áp lực kiểm soát lũ của hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc tại tỉnh Giang Tây. Thưa quý vị và các bạn, những cơn mưa lớn chưa từng có trong lịch sử đã nhấn chìm hàng loạt địa danh tham quan nổi tiếng của Trung Quốc. Rất nhiều thị trấn hàng ngàn năm tuổi đã bị nhấn chìm trong biển nước, kéo theo sự xót xa của người dân địa phương và những người chứng kiến. Sau nhiều ngày mưa lớn dồn dập, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi của Trung Quốc đã thông báo đỉnh lũ thứ tư đang tác động tới thượng nguồn của sông Dương Tử. Lũ lớn cũng dồn về sông Gia Lăng, phụ lưu của sông Dương Tử, gây ngập lụt ở cổ trấn Tư Khí Khẩu và ngập sâu ở khu vực thuộc đô thị Trùng Khánh. Trong đó có khu vực ngã ba sông Triều Thiên Môn là nơi dòng sông Gia Lăng hòa với dòng chảy của sông Dương Tử. Thời báo Kinh tế của Hồng Kông thông tin,
từ 6 giờ sáng ngày thứ Hai, mức nước tại trạm thủy văn Cun Tan ở Trùng Khánh đã tăng 180,5m, lần đầu tiên vượt mức báo động trong mùa lũ năm nay. Điều này cũng có nghĩa là trận lũ lụt lớn nhất trong năm nay cho tới thời điểm hiện tại đã xảy ra tại Trùng Khánh. Nước lũ ngập tại nhiều địa điểm ở Thiều Thiên Môn, gây ngập sâu ở bến tàu Thiều Thiên Môn và nước lũ dâng tới giữa lối vào quảng trường Triều Thiên Môn. Trong đợt mưa lũ năm nay, Cơ quan Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia của Trung Quốc thống kê có hơn 500 di tích văn hóa, bao gồm các cây cầu cổ, các công trình và tòa nhà lịch sử ở 11 tỉnh thành bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau, khiến năm 2023 trở thành năm tồi tệ nhất đối với các khu di tích của Trung Quốc. Cơ quan Bảo vệ lũ lụt và Cứu trợ hạn hán Phú Lăng của Trùng Khánh đã thông báo sông Gia Lăng và thượng nguồn sông Dương Tử đang chứng kiến đợt lũ lớn nhất kể từ đầu năm tới nay. Mực nước lũ quanh khu vực Trùng Khánh đang tiếp tục dâng cao. Ngoài Trùng Khánh, thành phố Ân Thi của tỉnh Hồ Bắc nằm trên sông Kinh, một nhánh sông Dương Tử cũng bị mưa lũ lớn trong nhiều ngày. Giới chức của Trung Quốc cho biết, lũ lụt đã khiến 15.000 người chết và 170.000 người ở thành phố Ân Thi bị ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài vào cuối tháng. Đợt lũ này cũng đã đánh giá trận lũ lớn nhất chưa từng thấy trong năm nay, ảnh hưởng bởi tập đoàn Tam Hiệp. Lưu vực sông Dương Tử hiện đang bước vào thời kỳ thường xảy ra những trận mưa lớn nhất, vốn kéo dài từ cuối tháng này đến đầu tháng tới. Điều đó cho thấy những đợt lũ lụt thêm nữa hoàn toàn có khả năng xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, tại sao trong những ngày qua, nhiều địa phương của Trung Quốc lại hứng chịu những cơn mưa lớn đến như vậy? Liệu những tình hình thời tiết bất thường nào sẽ kéo theo hàng loạt thiên tai chưa từng có trong lịch sử được ghi nhận? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Mưa lũ nghiêm trọng đã khiến 26,86 triệu dân tại 24 tỉnh thành của Trung Quốc bị ảnh hưởng từ đầu tháng đến giờ. Từ giữa tháng này, Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc MEM đã thông tin có khoảng 2,4 triệu người phải sơ tán. Lũ lụt đã làm thiệt hại khoảng 170.000 ngôi nhà và sẽ gây thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 9,59 tỷ đô la Mỹ. MEM cho biết trong số những tỉnh bị thiệt hại nặng có Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam. Theo một số chuyên gia Trung Quốc, thường xảy ra mưa lũ vào mùa hè. Những hành vi của con người và những lý do liên quan đến khí hậu đã góp phần khiến mưa to và kéo dài hơn tại một số khu vực. Một chuyên gia tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc đã chia sẻ hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương rất mạnh trong năm nay. Sự giao thoa của nó với không khí lạnh đã dẫn đến lượng mưa lớn liên tục ở lưu vực sông Dương Tử. Cũng theo vị chuyên gia này, một lý do khác là biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, những chuyên gia khác cho rằng hành vi của con người như khai hoang đất và xây đập trong nhiều thập kỷ qua cũng góp phần khiến cho lũ lụt thêm nghiêm trọng. Ở phần cuối của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một vài con số thống kê khủng khiếp về tình hình mưa lũ đã gây ra thiệt hại cho nhiều địa phương của Trung Quốc. Bên cạnh các nỗ lực cứu trợ thảm họa, ngay lập tức Trung Quốc sẽ phải đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng và xây dựng các năng lực mới vì biến đổi khí hậu có nguy cơ làm tăng dần tần suất và quy mô của những trận lũ lụt như hiện nay. Mưa lớn đã dẫn đến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều vùng thuộc miền Nam và miền Tây của Trung Quốc, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm triệu người. Trang SNA dẫn lời các nhà chức trách cho biết nước ở 435 con sông đã dâng lên mức nguy hiểm kể từ đầu tháng trước với 53 con sông dâng cao chưa từng thấy. Tính đến giữa tháng này, gần 48.000 người ở 27 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, với 171 người chết hoặc mất tích. Con số này chắc chắn còn tăng cao. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc xác nhận khoảng 2,4 triệu người đã phải di rời, hơn 25.000 ngôi nhà bị sập với thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 9,8 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, khoảng 2,9 triệu người phải sơ tán, 138 triệu người cần hỗ trợ khẩn và hơn 250.000 hecta cây trồng bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng gần 40% lên hơn 16 tỷ đô la Mỹ. Hoàng Hà là con sông dài thứ hai của Trung Quốc sau sông Dương Tử. Mưa lũ thường xuyên xảy ra nghiêm trọng đến mức mọi người gọi đó là nỗi đau của Trung Quốc. Trong số 10 trận lũ lụt thảm khốc nhất thế giới 100 năm qua thì có tới 7 trận ở Trung Quốc, 5 trận ở Dương Tử vào các năm 1911, 1931, 1935, 1954 và 1998, 2 trận ở Hoàng Hà vào năm 1887 và 1938. Trên thực tế, trận lũ lụt nghiêm trọng nhất thế giới đã xảy ra ở sông Dương Tử và Hoàng Hà năm 1931. Sau 2 năm hạn hán, mưa cực lớn ở lòng chảo sông Dương Tử, đông người sinh sống đã góp phần gây nên thảm họa này. Hơn 2 triệu người đã mất mạng trong trận lũ này, kéo theo dịch bệnh và tình trạng suy dinh dưỡng. Ước tính có khoảng 40% dân số của Trung Quốc bị ảnh hưởng và phải bỏ nhà cửa. Với tình trạng biến đổi khí hậu, làm nảy sinh nhiều loại tình hình thời tiết bất thường, những nước như Trung Quốc sẽ cần phải hành động nhiều hơn nữa để đối phó với thiên tai. Tác động của đợt lũ lụt mới nhất và cho thấy những hậu quả thiên tai nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ trong 4 tuần qua, 4 thành phố bao gồm Hàm Ninh, Kinh Châu ở Hồ Bắc, Nam Xương ở Thượng Nhiêu,
ở Sang Tây đều ban hành báo động khẩn cấp ở mức cao nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.